xin chào bạn hiền hòa heo nãy livestream thấy các bạn bảo là mạng bị chập chờn bị lag nên vân phải livestream lại các bạn chắc xem là bây giờ chất lượng đường truyền đã ổn định chưa để vân đọc nha xin chào bạn ngư nguyễn Võ luyện điên phong tập 1274 So sánh với trước khi đại chiến, bây giờ phòng ngự bất hồi quan rõ ràng lại có cải biến. Mặt tộc co rút lại thêm một vòng phòng ngự, bí bảo được an trí trên những tòa quan ải. Toàn bộ bất hồi quan khắp nơi lộ ra cảm giác đầm rồng hang hổ. Xem ra trận chiến lần trước làm cho mặt tộc tin tưởng nhận thức được phe mình đang ở thế yếu có quan hải để thủ cố nhiên là chiến địa lợi nhưng đồng thời cũng thành tấm biên ngắm chiến thuật càng khôn trùng kích chính là biện pháp tốt để ứng đối loại cục diện này cho nên dù còn hùng binh tráng lực nhưng vẫn cứ rút nhỏ vòng phòng ngự như vậy cường độ phòng ngự sẽ được gia tăng thật lớn hơn dưới tình huống bình thường mặt tộc có cải biến như vậy nhân tộc rất không có khả năng lấy được chiến quả như lần trước Lần trước đại chiến chủ yếu là mặt tộc bị càng khôn trùng kích, đánh cho trở tay không kịp. Mấy trăm tòa càng khôn an trí đủ loại pháp trận, buôn tập trùng kích quá lớn. Phòng tuyến mặt tộc một khi bị đánh khuyết ra một lỗ hổng, nhân tộc đại quân có thể mượn nhờ những lỗ hổng này để tràn vào. Dưới mắt, mặt tộc bố trí như vậy, nhân tộc lại thi triển chiến thuật càng khôn trùng kích kia, cũng không thể nào xé mở lỗ hổng phòng tuyến. Dương Khai nhịn không được, sách một tiếng. Tuy sớm biết, bất hồi quan không là một khối xương dễ gặm. Nhưng hiện tại xem ra, lực lượng hội tụ tất cả mặt tộc khó đối phó hơn so với dữ liệu. Hắn còn muốn quan sát thêm chút, phụ cận bỗng nhiên hiện lên 10 đạo năng lượng ba động hung mảnh. Sau một khắc, đông đảo bí thuật từ tứ phương cuốn tới. Dương Khai vội vàng rụt đầu về. Đồng tỉnh rất nhanh đến tai Manaya. Hắn đi ra đến cạnh vực môn, âm thanh lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Một ngụy vương chủ thường trú trấn thủ vực môn lên tiếng đáp. Dương Khai vừa ló đầu vào. Dương Khai ở trong không chi vực, làm bạn với hai tôn cự thần linh. Manaya sao có thể không phòng bị? Hắn cho hơn 10 ngụy vương chủ lưu thủ vực môn, chính là phòng bị Dương Khai. Nhưng ngoài dự liệu, trong khoảng thời gian gần nhất này, Dương Khai vẫn luôn không hề lộ diện. Manaya đoán rằng hắn đang chữa thương. Ló đầu vào. Nghe Ngụy Vương chủ nói, Manaya nhíu mày. Chính là như vậy. Hắn vừa nói vừa làm động tác rùa đen thò đầu ra. Manaya gượng gạo không biết phải nói gì. Ngụy Vương chủ này nói tiếp. Hắn muốn điều tra tình hình bên này, không có ý muốn đi qua. <laughs> Ta thách cả nhà hắn Manaya hừ lạnh một tiếng rồi dặn dò. Nhớ nghiêm phòng tử thủ, Dương Khai dám ngoi đầu lên, liền đánh vào đầu hắn. Manaya không nói giết, bởi vì đó căn bản là chuyện bất khả thi. Lần trước tại loại cuộc diện này, Dương Khai cũng có thể tìm ra đường sống, há lại để cho mặt tộc có cơ hội dễ dàng đánh chết hắn. Dạ vâng, chúng Ngụy Vương Chủ trầm giọng đồng ý. Manaya nắm tay lên miệng, ho nhẹ vài tiếng, rồi quay người trở về. Lần trước đại chiến hắn cũng bị thương nhẹ, thường thế không tính là nghiêm trọng, vẫn chưa đến mức cần tiến vào mặt xào ngủ đông. Nhưng hắn biết rõ chỉ cần chiến sự vẫn còn, thường thế của mình sẽ không ngừng tích lũy, sớm muộn sẽ có một ngày phát triển đến mức cần hào hảo tu dưỡng, tới khi đó mặt tộc cách thất bại không còn xa mặt tộc chữa thương cần nhập mặt sao thủy chung là tai hại của cả một tộc đàn mà nhân tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ có thể lợi dụng đại chiến nhiều năm nhân tộc không chỉ một lần gây sóng gió với tai hại này năm đó mặt tộc xâm chiếm ba ngàn thế giới 12 chỗ tiền tuyến trên chiến trường rõ ràng mặt tộc chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng thủy chung không thể đánh hạ đại quân nhân tộc nguyên nhân chủ yếu chính là nhân tộc dám đánh dám liều. Bọn họ lần lượt lấy thương đổi thương, bức lui cường giả mặt tộc. Nhân tộc bị thương, có bí pháp tương trợ, có linh đan chữa thương, có thể rất nhanh khôi phục. Còn mặt tộc thì sao? Thường thế tích lũy tới trình độ nhất định, hoặc là bị chém giết, hoặc là phải trở về chữa thương. Như vậy ưu thế rất nhiều, không ngừng bị chôn vùi. Mấy trăm năm chiến sự cũng như thế, những nhân tộc bác phẩm kia dù là biết rõ không định lại ngụy vương chủ, cũng ôm trong đầu ý niệm thà chết trận, cũng phải đã thương địch nhân. Mượn nhờ nhiều bác phẩm chết trận, rất nhiều ngụy vương chủ mặt tộc bị buộc phải quay trở về bất hồi quan để tu dưỡng. Trong mặt xào, nét mặt Manaya có chút bi thương. Vốn nên chiếm thượng phong, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế, toàn bộ bất hồi quan. Trừ hắn ra, có lẽ không còn mặt tộc nào khác có thể thấy rõ bước ngoặt của trận chiến này thật sự ở đâu. Ngay cả mặt Úc, có lẽ đều không rõ ràng việc này. Kỳ thật, từ lúc năm đó bị Dung Khai bức bách thu hồi tất cả nanh vuốt, co đầu ruột cổ về bất hồi quan, mà đã dự liệu được hết thảy ngày hôm nay. Trước đó, trên đại thế, mặt tộc chiếm quyền chủ động. Tất cả bố trí của hắn đều cực kỳ ổn thỏa có thể nói, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, xác suất mặt tộc lấy được thắng sau cùng là khoảng 7 phần 10. Nhưng sau khi càng khôn lô hiện thế, Dương Khai biến mất trọn vẹn mấy trăm năm, bỗng nhiên hiện thân, làm rối loạn hết thảy. Dưới cường thế hắn bước xuống, Manaya không thể không triệu hồi ngụy vương chủ cùng đại lượng vượt chủ chinh chiến bên ngoài. Đại quân mặt tộc bị ném bỏ kia, tự nhiên sẽ bị nhân tộc cướp sạch để cho mặt tộc tổn thất thảm trọng. Mấu chốt là sau đó ngoài trừ mặt tộc lưu thủ bất hồi quan, đã không có nơi khác có thể đi. Kể từ đó, nhân tộc liền có thể tụ tập tất cả lực lượng, chỉ cần nhầm vào bất hồi quan là được. Bước ngoặt hai tộc đại chiến là Dương Khai biến mất mấy trăm năm, bỗng hiện thân. Nhân mặt hai tộc công thủ chuyển đổi. Cho nên nói, không có Dương Khai bức bách, mặt tộc sẽ không xuất hiện cục diện xấu hổ như bây giờ. Không có dương khai, mặt tộc tối thiểu nhất chỉ chết đi 60 vị ngụy vương chủ. Không có dương khai, năm đó tiên thiên vực chủ trốn ra từ đại cấm sơ thiên đều có thể an ổn đi vào bất hồi quan. Đến lúc đó thực lực mặt tộc nhất định sẽ tăng vọt, nhân tộc há có thể là đối thủ. Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều nếu như nhiều năm như vậy, Dương Khai giống như là một cái bào tinh xảo, từng đau từng đau, cắt lấy từng khối huyết nhục trên thân bò. Cho đến hôm nay, mặt tộc thoạt nhìn như trước binh hùng tướng mạnh. Kỳ thật, khoảng cách mặt lộ đã không còn xa. Trường 5888 Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Manaya khôn khéo nào có thể nhìn ra trận chiến này mặt tộc không thể nào thắng. Sớm muộn có một ngày dân tộc sẽ đánh hạ mặt tộc đại quân thu phục bất hồi quan. Mặt tộc nơi này kết cục duy nhất chính là toàn quân bị diệt. Thế nhưng nhìn ra thì sao? Hắn không thể nào đào tẩu. Nhân tộc muốn thu phục bất hồi quan tất nhiên phải bỏ ra cái giá thích đáng. Dù sao, nhân tộc sau khi thu phục bất hồi quan còn có mục tiêu lớn hơn. Nếu mặt tộc bất hồi quan có thể đánh cho nhân tộc tàn phế, vậy dù bọn chúng có thắng cũng chẳng khác gì thua. Chỉ cần có thể hoàn thành sự nghiệp nhất thống chư thiên để mặt vĩnh hằng vĩnh thế, bọn họ có chiến tử toàn bộ thì có làm sao? Nhân tộc đã bày ra toàn bộ lực lượng, còn mặt tộc đây chỉ là một góc của băng sơn. Cuối cùng nhân tộc vẫn sẽ bại vong. Manaya từ đầu cho tới cuối tin chắc vào điểm này. Cùng một thời gian trong không chi vực, hư không trường hà lơ lửng trong hư không. Trên mặt sông gió nổi mây phun, đại đạo chấn động. Bên trong trường hà, Dương Khai toàn lực thôi động thời gian đại đạo chi lực, diễn hóa vô tận ảo diệu. Hắn đang nếm thử đột phá. 20 năm mượn lực lượng tinh giới cùng vạn yêu giới tu hành, giúp cho thực lực tăng vọt nhưng hắn vẫn còn có chỗ tăng lên. Theo phần chia, hắn mới có tiêu chuẩn trung đẳng. Bây giờ đã không có càng khôn thích hợp để tu hành, muốn đơn thuần dựa vào thời gian tích lũy để gia tăng thực lực của bản thân. Cho dù Dương Khai có được thiên độc hậu ưu thế, tối thiểu nhất cũng phải một hai ngàn năm mới có thể tinh tiến đến cử phẩm đỉnh phong. Đến khi đó, đối đầu một tôn cự thần linh màu mực, hắn cũng không có sợ. Nhưng đại thế bây giờ thư hắn cực kỳ khiếm quyết chính là thời gian. Theo quy hoạch tổng phủ ti của nhân tộc, trong vòng 20 năm phải giải quyết chiến sự bất hồi quan, tiếp theo viễn chinh đại cấm sơ thiên, nhất cử bình định mặt hoạn. Trong khoảng thời gian ngắn này, tu hành từng bước căn bản không có quá nhiều tiến bộ. Cũng may, thời gian không phải là không thể sửa đổi nhất là đối với dương khai tinh thông không gian thời gian đại đạo. Tốc độ thời gian bên trong tiểu càng khôn nhanh gấp 10 lần so với ngoại giới. Một năm trong tiểu càng khôn tương đương 10 năm so với ngoại giới. Hắn từng ở bên trong đại hải thiên tượng, mượn nhờ thời gian trường hà tu hành mấy ngàn năm, đột phá bác phẩm chia cảnh. Rất nhiều tạo nghệ đại đạo cũng đều được tăng lên. Nhưng trên thực tế, ngoại giới cũng chỉ đi qua mấy trăm năm đã có kinh nghiệm dương khai tự nhiên sẽ có một ít kỳ tư diệu tưởng đương nhiên không nghĩ cách là không thể hữu dụng nhất định phải có đem ý nghĩ này hóa thành hành động cũng may dùng tạo nghệ của dương khai tại thời gian đại đạo dĩ nhiên đã có năng lực này hắn tượng chế tạo ba tòa bí cảnh tại lăng tiêu cung liên quan đến ba loại đại đạo chủ tu thời gian bí cảnh có công hiệu cùng loại với thời không trường hà Vợ giả tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện Thời gian trôi qua khác với ngoại giới Bất quá tỷ lệ không lớn như vậy Ước chừng chỉ có tỷ lệ 1 trên 4 Nhưng mặc dù như thế Các tướng sĩ cũng chạy theo như việc Tu vi Tu luyện trong thời gian bí cảnh 4 năm Ngoại giới mới chỉ 1 năm Có thể tăng lên hiệu suất tu hành Cho nên trong 3 tòa bí cảnh Thời gian bí cảnh được các tướng sĩ hoan nghênh nhất bởi vì không tinh thông không gian chi đạo cũng có thể mượn nhờ bí cảnh này để tu hành vốn dương khai lưu lại ba tòa bí cảnh là để các đệ tử hư không đạo tràng tu hành đại đạo dùng quá nhiều tướng sĩ muốn tiến vào thời gian bí cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến những đệ tử tu hành thời gian chi đạo hoa đại tổng quản rơi vào đường cùng đem việc này báo cáo với tổng phủ ti rất nhanh tổng phủ ti liền hạ đạt mệnh lệnh tiến vào thời gian bí cảnh phải cần chiến công hối đoái tư cách. Nhưng như vậy cũng không ngăn được các tướng sĩ nhiệt tình. Nếu không phải Dương Khai mãi không xuất hiện, Bể Kinh Luân thậm chí muốn cho hắn chế tạo thêm thời gian bí cảnh rồi. Dương Khai đã tới cử phẩm, tạo nghệ đại đạo nâng cao một bước, làm loại chuyện này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, từ khi Dương Khai thoát khỏi càng khung lô, trên đường trở về hắn đã nghĩ đến chuyện này trong lịch trình 600 năm lang thang, Dương Khai không chỉ đi đường, hắn đã thấy thời gian không đợi ta. Vô luận thực lực của hắn tăng tiến cấp tốc cỡ nào, đều không theo kịp tiết tấu chiến sự. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có ra tay về mặt thời gian. 600 năm khổ tu, nghiên cứu cải tiến, hắn đã có thủ đoạn tương ứng. Giờ phút này, thời không trường hà vắt ngang hư không, Dương Khai tác động bên trong trường hà đại đạo chi lực chấn động rất nhanh ngàn vàng đại đạo bị dung khai nạp thể chỉ còn lại thời gian đại đạo thời không trường hà hóa thành thời gian trường hà cùng trường hà năm đó hắn nhìn thấy ở đại hải thiên tượng không khác biệt chỉ có điều công hiệu lớn hơn rất nhiều dung khai toàn lực hành động có thể làm cho thời gian trường hà này có tốc độ thời gian gấp 30 lần so với bình thường. Nói cách khác, thời gian tại nơi đây 30 năm, ngoại giới cũng mới qua một năm mà thôi. Năm đó tu hành trong đại hải thiên tượng, lực lượng thời gian trường hà hao hết, Dung Khai còn phải đi tìm cái tiếp theo. Còn thời gian trường hà này là do hắn lấy đại đạo chi lực diễn hóa ra, tiện hơn năm đó rất nhiều. Chỉ cần Dung Khai nguyện ý, tùy thời tùy chỗ có thể thôi phát thời không trường hà và thời gian trường hà, tiến vào trạng thái tu hành. Đương nhiên, Tu hành như vậy là phải liên tục thôi động thời gian đại đạo chi lực, có phụ tải đối với hắn. Có điều so với kết quả đạt được thì không coi vào đâu. Vấn đề thời gian đã được giải quyết, khốn nhiễu của Dương Khai còn có một vấn đề khác, đó chính là vật tư. Tu hành như vậy, nhu cầu đối với vật tư tất nhiên là cực kỳ khổng lồ. Mà vật tư trên tay của Dương Khai không có bao nhiêu. Hoàng tinh Lam Tinh dư thừa rất nhiều ngũ hành lại khiếm khuyết trầm trọng. Cho nên so với tâm tình lo lắng nhân tộc sớm khai chiến lúc trước, bây giờ hắn còn ước gì nhân tộc sớm khai chiến. Trước khi tu hành, lấy ra một tòa càng khôn chết đi cho A Đại và A Nhị ăn. Hai tôn này ăn no rồi muốn ngủ. Có điều Dương Khai không dám một lần cho bọn hắn ăn quá nhiều. Cho nên trên tay dù còn có không ít thiên địa châu, lại không dự tính một lần lấy ra hết thời gian trôi qua, trong thời gian trường hà, đại lượng vật tư bị dương khai luyện hóa, cương vực tiểu càng khôn chậm chậm khuếch trương. Cũng không biết qua bao lâu hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cổ chấn kích chi lực truyền đến liền ngừng tu hành thoát ra ngoài. Chấn kích kia là do hai tôn cự thần linh ước định với dương khai. Nếu bất hồi quan có gì thường, nhất định phải thông tri hắn trước. Dù sao hắn một mực, mực ở tại bên đó tu hành có thể phát giác động tĩnh ở bên ngoài. Giờ phút này nhảy ra trường hà, quay đầu nhìn bất hồi quan, quả nhiên nhìn thấy tình huống bất hồi quan có chút không đúng. Đại lượng mặt tộc bị điều động, bố trí thành từng đạo phòng tuyến, một bộ tư thế muốn nghìn đón đại chiến. Cuối cùng cũng khai chiến. Dương khai thở nhẹ một hơi, bậc tư gần như sắp tiêu hao sạch, nhân tộc mà còn không khai chiến, hắn chỉ có thể kết thúc tu hành. Giờ phút này nhìn thấy mặt tộc bất hồi quan ứng đối, Dương Khai liền biết đại quân nhân tộc đang trên đường đột kích. Chỉ có điều bởi vì cách vực môn, tình hình bên bất hồi quan không quá rõ ràng. Bất quá, Dương Khai hắn là một kẻ tài cao gan lớn, lách mình đến vực môn như lần trước thò đầu ra, quan sát hướng đằng xa. Mặc dù sau một khắc, hắn bị các ngụy vương chủ đánh trở về, nhưng nhìn thoáng qua một lần, hắn thấy được tại phương xa trong hư không, đại quân nhân tộc đang áp bách đến. Dương Khai lập tức ma quyền sát trưởng. Hai năm trước, nhân tộc chiến thượng phong giết địch vô số. Hai năm sau, tất nhiên vẫn có thể lấy được không ít ưu thế. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn đã không phải hắn của hai năm trước. Thời gian tu hành ngắn ngủi, thực lực không có biến hóa quá nhiều. Thế nhưng, đã không còn phải độc thân tác chiến. Hắn đang có rất nhiều giúp đỡ. Trận chiến này nhất định có thể để cho mặt tộc phải giật mình. Không như Dương Khai, trên không trung bất hồi quan, Manaya sắc mặt nghiêm túc, tâm tình bực bội muốn chết. Đại quân dân tộc lại đến, bên cạnh còn có Dương Khai cùng hai tôn cự thần linh nhìn chăm chăm. Hai tôn cự thần linh tạm thời không nhắc tới. Trước khi khai hỏa quyết chiến cuối cùng, hai bên đều sẽ không dễ dàng xuất động chiến lực mạnh nhất. Điểm này song phương đều có ăn ý. Thế nhưng Dương Khai không giống với trước. Mà Nà dám khẳng định cái hắn sẽ không tình nguyện tịch mịch, khẳng định phải từ không chi vực giết ra gây sự. Đúng là quá phiền phức. Nhất định phải hạn chế Dương Khai. Một khi tên này đặt chân vào chiến trường, các ngụy vương chủ nhất định sẽ cảm thấy bất an. Vừa nghĩ tới đây, Mà Nà khẽ gọi. Á là... Bóng người đứng bên cạnh hắn quay đầu Manaia đại nhân có gì phân phó? Ta cần người ngăn cản Dương Khai, đừng để cho hắn đến bất hồi quan. Manaia lời ít mà ý nhiều, á là biến sắc, chần chừ một chút rồi nói: chỉ bằng vào ta, ta sợ các ngụy vương chủ sẽ phối hợp cùng người. Có lòng tin này không? Manaia ngắt lời, á la lặng yên trong chốc lát rồi trầm giọng nói: Tất toàn lực ứng phó chương 5889. Chỉ từ câu trả lời này liền biết Á La không có lòng tin gì. Manaya cũng hiểu rõ, trên thực tế coi như hắn tự mình xuất thủ cũng không có lòng tin này. Nhưng việc đã tới nước này rồi, hắn có thể nói gì đây? Từ khi tướng môn bác cung tu di trận vô dụng với Dương Khai, mặt tộc liền không ai có năng lực xử lý Dương Khai. Đây là nguyên nhân Manaya biết mặt tộc bất hồi quan tất sẽ chiến bại một tên địch nhân thực lực cường đại xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không thể xử lý, mang tay áp chế quá lớn cho mặt tộc. Chỉ có thể nói một tiếng. Làm hết sức mà thôi. Có hơn 10 ngụy vương chủ phụ tá địch Á La, kiềm chế hắn chắc không phải là vấn đề gì. Chỉ cần kiềm chế lại dương khai, các ngụy vương chủ trên chiến trường có thể toàn lực ứng phó, không cần phân tâm phòng bị dương khai đánh lén. Như vậy cũng là kết cục có thể tiếp nhận được phân phó xong cho Á La, Manaya lại quay đầu nhìn sâu trong hư không. Lại là chiêu này. Tình cảnh này cùng hai năm trước không có gì khác biệt. Đại quân nhân tộc tiếp tục phân hai đường đánh tới như lần trước. Xa xa có thể thấy một tòa càng khôn thể lượng to lớn đang lướt gấp tới. Nhân tộc mượn nhờ chiến thuật càng khôn xung kích thật sự quá là hèn hạ. Nhưng không thể phủ nhận chiến thuật này tuy đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu hiệu lần đại chiến trước, nhân tộc chính là dùng chiến thuật này xé rách phòng tuyến của mặt tộc, nếm ngon ngọt, hiển nhiên muốn lặp lại chiêu cũ. Cũng may, mặt tộc đã có đối sách phòng bị, phòng tuyến cao rút, lực lượng phòng ngự trở nên càng thêm ngưng kết. Nhân tộc muốn nhẹ nhàng như lần trước xé rách phòng tuyến là rất không có khả năng. Nhân tộc hiển nhiên minh bạch điểm này. Trong hai năm qua, bên ngoài bất hồi quan, thỉnh thoảng xuất hiện nhãn tuyến nhân tộc điều tra bất hồi quan mặt tộc làm gì nhân tộc biết nhưng nếu lại một lần nữa dùng chiến thuật cũ tất nhiên là có chỗ dựa vào Giận già, manaya phát hiện ra điều khác thường bởi vì càng khôn khắc sâu vào trong tầm mắt lại chỉ có một tòa càng khôn thế giới mà không phải thật nhiều tòa càng khôn cùng anh kích như lần trước chỉ một tòa càng khôn lại có thể làm được gì càng khôn xung kích mặc dù có cảm giác áp bách nhưng ngụy vương chủ toàn lực ứng phó có thể một kích đánh bạo càng khôn kia từ xa tiếp tục quan sát manaja mới ngỡ ra không phải chỉ có một hoặc là nói hắn nhìn thấy chỉ có một tòa nhưng tuyệt đối còn có càng nhiều càng khôn thế giới giấu ở sau nếu là đem tất cả càng khôn thế giới đều kết thành một sợi dây tre già măng mọc hướng tới bất hồi quang như vậy thì có thể tạo ra giả tượng làm cho mặt tộc chỉ nhìn thấy một tòa càng khôn lấy điểm phá diện Manaya lập tức thấy rõ ý đồ của nhân tộc nhân tộc làm vậy hiển nhiên là nhằm vào phòng tuyến của mặt tộc so với trước đây mà nói phòng tuyến mặt tộc càng vững chắc hơn một chút nhưng nếu là nhân tộc an bài như thế cho dù phòng tuyến vững chắc cũng sẽ bị đột phá Manaya trong lòng rung lên thầm mắng nhân tộc gian trá, xảo trá. Vội vàng điều binh khiển tướng, từ hai bên phòng tuyến điều đại quân tập kết, chuẩn bị nghênh đón càng khôn sắp trùng kích. Đại chiến sắp nổi, bầu không khí ngưng túc, thời gian dường như trở nên chậm hơn. Trong chờ đợi dày vò, tòa càng khôn kia rốt cuộc hung hăng oanh kích đến. Manaya an bài vốn có hiệu quả, càng khôn đánh thẳng tới, đại lượng mặt tộc cường giả tập kết, không đợi càng khôn trùng kích đến phòng tuyến, đã bị đánh nổ giữa trời. Mà chính như Manaya sở liệu, sau tòa càng khôn đi đầu bị đánh phát nổ, theo sát là tòa thứ hai. Tòa càng khôn thứ hai cũng bị đánh phát nổ trong vô tận bí thuật, ngay sau đó là tòa thứ ba. Sau đó hết rồi. Manaya chấn kinh, càng kinh ngạc vô cùng, nhìn mạnh vỡ càng khôn tràn ngập hư không, khó hiểu không thôi. Tại sao chỉ có ba tòa càng khôn? Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Một thân mặt huyết trong nháy mắt lạnh hẳn đi, da đầu như muốn nổi tùng Hắn bỗng nhiên quay phát đầu, nhìn qua cánh trái của đại quân nhân tộc. Vừa hay nhìn thấy đại quân đang trên đường hành quân thì biến trận. Mình mông chiến hạm tách ra hai bên, lộ ra trong hư không, hạm đội khổng lồ đang che giấu. Từng tòa càng khôn trông như những bóng ma khổng lồ, từ vị trí đó lướt gấp đến chỉ trong tầm mắt mà thôi, ít nhất cũng có vài chục tòa, mà càng nhiều thì là bị che lấp đằng sau, không thấy được rõ. Manaya quay đầu nhìn về bên cánh trái của đại quân, bên cánh phải của đại quân nhân tộc, tình hình y chang. Chúng kế rồi. Nhân tộc chính là muốn làm cho hắn nghĩ rằng phải điều binh bổ sung củng cố phòng tuyến ngay ở giữa. Nhưng mà ở giữa chỉ là ngụy trang, chân chính sát chiêu phải là hai lộ đại quân giờ khắc này hai lộ đại quân nhân tộc đã binh lâm thành hạ càng khôn trùng kích cũng chẳng mấy chốc sẽ đến dù Manaya thấy rõ âm mưu quỷ kế của nhân tộc lại đã không thể ngăn trở hắn chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất ra lệnh binh lực trở về vị trí lập tức từng thân ảnh cường đại bay loạn trong bất hồi quan hỗn loạn không gì sánh được trùng kích to lớn đúng hạn mà tới chỉ một thoáng vô số bí thuật phát ra từ trong bất hồi quan từng tòa càng khôn bị đánh cho bạo liệt, pháp trận vù vù. Nếu đổi lại là mặt tộc của hai năm trước, trùng kích như vậy đủ để xé rách phòng tuyến hai bên. Tới khi đó, đại quân nhân tộc tiến quân thần tốc, không ngừng mở rộng ưu thế. Nhưng hôm nay, phòng tuyến vững chắc hơn nhiều, dù Manaya ứng đối có hơi thất sách, nhưng ít ra có thể đỡ được càng khôn trùng kích. Cho nên khi tất cả càng khôn đều bị đánh bạo, phòng tuyến mặt tộc cố nhiên bị xung kích cho thất linh bác lạc, lại không có bị xông qua. Không cần quá nhiều thời gian, mặt tộc có thể một lần nữa vững chắc phòng tuyến, rồi đó vẫn sẽ là một bất hồi quan vững chắc như thành đồng. Nhưng nhân tộc Há lại cho mặt tộc cơ hội này. Thời gian chính là nhân tố ảnh hưởng thành bại của chiến sự. Nhân tộc đã tính toán rõ ràng, cho nên hai lộ đại quân mới cực kỳ đúng lúc nhường ra thông đạo, đủ để cho càng khôn xuyên qua mặt tộc chưa kịp chỉnh đốn phòng tuyến, hai lộ đại quân đã chủ động ra tay trước. Một trận ác chiến bắt đầu. Nhân tộc lây Trấn làm đơn vị, hội tụ thành từng nhánh hạm đội, không ngừng du tẩu trong hư không, chiến hỏa nhóm lửa toàn bộ bất hồi quan. Bao năm qua, đến mỗi một lần hai tộc đại chiến, cả hai bên đều vừa thấy mặt liền giết đến thiên băng địa liệt, càng khôn đảo ngược. Các nơi chiến trường đều không ngừng có động tĩnh sinh mệnh tàn lụi truyền ra, cường giả hai tộc đều rất có ăn ý, bày trận bên ngoài để tránh ảnh hưởng các chiến trường khác. Hạng Sơn Y Nguyên tìm mặt Úc, tiếp tục trận chiến còn gian dở. Âu Dương Liệt cũng như trước, kêu gào để Manaya ra đây nhận lấy cái chết, nhưng tất nhiên không có kết quả. Lần này Manaya không tham chiến mà là đứng trên tường thành, quan sát toàn bộ chiến trường, trụ tính chung toàn cục. Số lượng, ngụy vương chủ vẫn không ít, trên chiến trường rộng rãi khổng lồ, thêm một vương chủ hắn không nhiều, thiêu hắn cũng không hề ít, tham chiến hay không cũng không quan trọng. Trên cục diện mặt tộc ở thế yếu, bởi vì tỷ lệ chiến tổn hơn nhiều so với nhân tộc, nhưng vấn đề này không lớn, mặt tộc vẫn có năng lực giữ vững bất hồi quan. Manaya cũng tin tưởng rằng, nhân tộc không có ý đồ muốn thu phục bất hồi quan ngay trong trận chiến này. Chiến lược của nhân tộc rất rõ ràng, từng bước xâm chiếm lực lượng của mặt tộc đến khi nắm chắc toàn diện tiêu diệt mặt tộc bất hồi quan mới sẽ khởi xướng một cái cuối Nhưng Manaya luôn có cảm giác bất an. Hắn rất nhanh biết được cảm giác bất an này đến từ phương nào. Dương Khai Đại chiến đã nổi lên, Dương Khai khẳng định không chịu cô đơn. Tuy nói hắn đã để Á La cùng hơn 10 ngụy vương chủ kèm chế nhưng có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả thì không nói chắc được. Một khi bọn người Á La không kiềm chế nổi Dương khai, để tên này xâm nhập chiến trường, thực lực tổng hợp của đông đảo Ngụy Vương Chủ phải sụt giảm ba thành. Bởi vì mỗi Ngụy Vương Chủ đều phải để ra ba phần du lực để phòng bị Dương khai đánh lén. Dưới thế cục như vậy, đối với mặt tộc có đã kích cực kỳ to lớn. Cho nên, Manaya đã chuẩn bị đích thân xuất thủ, ngăn cản Dương khai. Đây là một trong những nguyên nhân hắn không tham chiến đại chiến hừng hực khi thế trong không chi vực dương khai cũng đang sắn áo lên xuyên thấu qua vực môn hắn mơ hồ thấy đủ loại sách lược của nhân tộc biết tất nhiên là xuất từ mễ kinh luân khen lớn không thôi bởi vì cho dù là hắn thời điểm nhìn thấy càng khôn xung kích tới từ bất hồi quan cũng suy đoán như manaya trước đó không nghĩ tới có càng nhiều càng khôn xếp thành một đường thẳng muốn lấy điểm phá diện đánh vỡ phòng tuyến mặt tộc nhưng mà ai biết Càn khôn tập kích tới chỉ là ngụy trang, sát chiều chân chính lại bị hai lộ đại quân che giấu trong hư không hậu phương. Chiêu này lấy thực kích hư, từ hư hóa thực, quả thật rất đẹp. Chiến tranh trong mắt một số người, chẳng qua là chém giết giả màng, nhưng trong mắt một số người khác lại là nghệ thuật. Dương Khai cảm khái may mắn vì nhân tộc có mễ kinh luân, để nhân tộc trong các lần đại chiến có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất nghĩ như vậy, Dương Khai bước đến vực môn, đã tới lúc hắn nên xuất thủ rồi. Chương 5890. Bất hội quan. Vực môn thông tới không chi vực, lấy á la cầm đầu, dẫn hơn 10 ngụy vương chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi bọn hắn xuyên thấu qua vực môn, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Dương Khai, liền biết gia hỏa này quả nhiên không chịu cô đơn, muốn nhảy ra gây sóng gió. Chuyện này cũng nằm trong dự tính. Ngay một khắc sau, chúng cường giả mặt tộc lặng yên thúc giục lực lượng, vận sức chờ phát công. Vực môn gần sóng một cái đầu xuất hiện từ phía đối diện, lộ ra khuôn mặt làm cho tất cả mặt tộc đều căm hận không gì sánh được. Giết! Á lạ quát! Chớp mắt sau, hắn cùng hơn 10 ngụy vương chủ đồng loạt ra tay. Dương Khai hiển nhiên sớm đã dự liệu được việc này nên lập tức rụt đầu quay trở về. Loại sự tình này đổi lại người khác thì đúng là làm không có được. Vợ giả bình thường cho dù là cử phẩm khai thiên, trong nháy mắt bước vào vực môn liền đến vực môn đối diện. Cũng chỉ có người tinh thông không gian pháp tắc mới có thể chủ động ghé qua rồi chủ động lui về. Cho nên, lúc một đám cường giả mặt tộc công kích, Dương Khai đã biến mất. Tường đạo công kích rơi vào bên trong vực môn ghé qua không chi vực, đi qua không gian chồng chất trong vực môn, công kích vốn hung mảnh đã trở nên mềm yếu bất lực. Dương Khai chỉ tiền tay vung mấy lần, liền nhẹ nhàng ngăn trở. Ngay sau đó, Dung Khai lại thò đầu vào tiếp, cười mỉm nhìn Á La cách đó không xa. Ồ, oh, nhiệt tình như vậy sao? Lấy được đáp lại giống hệt như vừa rồi, vẫn là chưa cường mặt tộc công kích không chút lưu tình. Dương Khai vội vàng lui trở về, Kết quả là mười mấy hơi sau, tràn cảnh khiến Á La vừa cảm thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ, liên tiếp xuất hiện bảy tám lần, làm cho bọn hắn dù muốn nổi tung, tâm cảnh mất cân bằng. Trán của Á La nổi đầy gân xanh, mặc dù đón lấy nhiệm vụ ngăn cản Dương Khai đặt chân vào bất hồi quan, hắn biết khả năng thất bại rất lớn, bởi vì chỉ cần Dương Khai chịu đựng một vòng công kích, lấy thực lực của hắn muốn cưỡng ép xông ra khỏi vực môn, mặt tộc không có ngăn được. Mà Dung Khai xác thực có vốn liếng này. Hắn có thánh Long trì thân, da dày thịt béo, đủ để trọng thương, thậm chí chém giết cửu phẩm bình thường. Căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương trí mạng đối với hắn. Nhiều lắm là để hắn thụ chút thương thế. Chỉ cần Dung Khai xâm nhập bất hồi quan, dùng thủ đoạn cùng tinh lực mặt tộc bây giờ là không có cách nào kiềm chế. Đành giới cuối cùng của Á La là, là trước khi Dương Khai xâm nhập bất hồi quan phải gây cho hắn đủ nhiều thương thế. Đến khi Manaya có hỏi thì cũng biết đường mà trả lời. Là phe phòng thủ muốn làm được điểm này kỳ thật không khó. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ ra được. Dung Khai vậy mà còn vô sĩ. Mỗi một lần Dung Khai thò đầu ra, các cường giả mặt tộc đều phải tặng lực công kích. Bởi vì nếu không làm như vậy, không ai nói chắc được Dung Khai có thuận thế mà nhảy ra ngoài hay không. Nhưng một khi mặt tộc xuất thủ công kích, Dương Khai lại có thể lui về không chi vực, nhẹ nhàng hóa giải thế công. Á là cảm thấy buồn nôn muốn chết. Giao Phong hẳn là mặt tộc chiếm thế chủ động tuyệt đối. Nhưng bị Dương Khai làm thành như vậy, chưa Cường mặt tộc ngược lại biến thành con rối. Dương Khai muốn cho bọn hắn công kích thì công kích, muốn bọn hắn dừng tay thì dừng tay. Ngăn không có được. Á là thầm thở dài hắn với những ngụy vương chủ kia có thể sử dụng phương pháp này không ngừng áp chế dung khai trở về nhưng không có khả năng vô hạn làm mãi mỗi một lần xuất thủ bọn hắn đều có tiêu hao qua mấy lần toàn lực xuất thủ vừa rồi giờ đây bọn hắn đã tiêu hao không nhỏ rõ ràng chỉ là một lát dằn co lại cứ như đại chiến mấy ngày cùng với những cường giả nhân tộc khác thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi mà đối mặt với tên sát tinh này nếu không lưu lại lực lượng đủ để tự vệ, nói không chừng sẽ bị hắn lợi dụng đúng cơ hội, đánh cho trở tay không kịp. Vừa nghĩ tới đây, Á La đưa tay thủ thế, hơn 10 ngụy vương chủ thấy vậy lập tức dựa sát vào. Rất nhanh, Dương Khai một lần nữa nhô đầu ra. Lần này không thấy có công kích nào tập kích đến, hắn cũng không vội lui về. Dương mắt nhìn Á La cách đó không xa, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhếch miệng cười không đánh nữa sao? Á à la giữ im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, thôi động lực lượng. Nếu các người không đánh, vậy ta ra ngoài. Dương Khai nói, rồi phóng ra. Ta đi thật nha. Dương Khai lại nói thêm, tự như đang chơi trò chơi, nét mặt đầy sự chế nhạo. Á à la vẫn không có động tác, các ngụy vương chủ cũng lặng im, không lên tiếng. Tốt à. Dương Khai không lãng phí thời gian, cả người chui ra, ngay sau đó hít vào một hơi thật dài. Rõ ràng là trong hư không, không có bất kỳ cái gì để hít, nhưng mà nét mặt hắn lại trông rất say mê. Giết! Á à là không có nhịn được. Tường đạo bí thuật uy năng cường đại, phủ đến dương khai, che mất thân hình hắn, sẽ vỡ nát thân ảnh kia. Á à là không có vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn nhìn ra, đó chỉ là tàn ảnh. Thần niệm cường đại lan tràn, khí cơ không ngừng chấn động, khóa lại bông dáng của Dương Khai đang thuấn gì, Xuất lĩnh 10 ngụy vương chủ bao vây chặn đánh. Ngụy vương chủ cũng khóa lại khí cơ của Dương Khai không ngừng chấn động, phòng bị hắn bỗng nhiên thôi động không gian thần thông bỏ trốn. Hết thảy bên này, Manaya đều để vào trong mắt, quan sát trong chốc lát thoáng an tâm. Để Á La phụ trách đối phó với Dương Khai là hành động bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn càng tình nguyện tự hắn giao đấu cùng với Dương Khai, Dương đại quân mặt tộc cần có người điều hành, vì vậy hắn thật sự không thể rời đi. Mặc dù trước đó Manaya không quá yên tâm, nhưng bây giờ xem ra Á La làm không có tệ. Bỏ mặt Dung Khai đặt chân bất hồi quan là hành động bất đắc dĩ. Được mất nhất thời không tính là gì. Chỉ cần có thể thành công kiềm chế Dung Khai, vậy bố trí của hắn mới có ý nghĩa. Qua lần đại chiến trước, Manaya đã tính ra thực lực của Dung Khai. Á à La là, là vương chủ mới tân tấn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Có điều thêm vào hơn 10 ngụy vương chủ để phụ trợ, Dương Khai rất không có khả năng thoát khỏi. Trên thực tế, đội hình như vậy, nếu như Dương Khai không đủ cẩn thận, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Lại nhìn một lát, tình cảnh của Dương Khai càng giật gấu vá vai, không có cách nào tùy ý thuấn gì. Bất hồi quan là là sân nhà của mặt tộc, hắn không chỉ cần ứng đối địch Á La và hơn 10 ngụy vương chủ, còn có rất nhiều ngụy vương chủ trấn thủ mặt sào. Diện bộ chủ yếu của những ngụy vương chủ này là ngăn lại dư ba giao thủ bảo vệ mặt sào. Dù không tham gia truy kích, nhưng nếu Dương Khai đi ngang qua chỗ bọn hắn, bọn hắn sẽ có thể xuất thủ một hai lần, mỗi lần đều đánh cho Dương Khai chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Thời không trường hà đã bị tế ra như một con cựu long quấn lấy Dương Khai rất nhiều công kích đáp vào trong trường hà, nước sông bị đánh cho cuồn cuộn, đại đạo chấn động. Một màn này khắc sâu vào trong mắt của Á La, để hắn có chút kinh nghi. Theo lý mà nói, thực lực của Dương Khai không kém cỏi như vậy mới đúng. Trước đó hắn thậm chí đã nghĩ phải khổ chiến một phen. Nhưng bây giờ đối mặt đông đảo cường giả mặt tộc vây công, Dương Khai chỉ có phần bị đánh, hiếm có dư lực đánh trả. Chẳng lẽ là thường thế chưa lành hay sao? cần nhắc đến trận đại chiến hai năm trước, thời khắc sống còn Dương Khai bị đánh trọng thương. Nếu như thương thế chưa lành, đúng là có thể hiểu. Trên thực tế, Dương Khai biểu hiện không tốt, cũng không phải bởi vì thụ thương. Hai năm tu dưỡng, vô luận nhục thân tổn thương hay là đại đạo chi lực rung chuyển đều đã sớm khôi phục. Xuất hiện loại cục diện này chính là Dương Khai dấu dốt, không bộc lộ toàn bộ thực lực Hắn thu nhận tiểu thạch tộc số lượng quá lớn, chừng mấy trăm triệu. Cho dù là dùng nồi tình tiểu càng khôn, số lượng tiểu thạch tộc khổng lồ như vậy cũng khó mà gánh vác. Một thân lực lượng vận chuyển không thông thuận cũng khó có thể phát huy ra thực lực của bản thân. Dương Khai đồng thời cũng làm một chút bố trí, phân ra một bộ phận tâm thần, chuẩn bị đưa cho mặt tộc một món lễ lớn. Chắc là cũng sắp tới lúc rồi chớp mắt sau á la đột nhiên giật mình chỉ vì địch nhân chỉ biết trốn chạy kia bỗng thay đổi trạng thái thời không trường hà đại phóng bao phủ toàn bộ hư không á la cùng hơn 10 ngụy vương chủ thậm chí là bản thân dương khai đều bị thời không trường hà bao trùm cùng lúc này dương khai thay đổi phương hướng là lấy sức một mình xông tới chư cường mặt tộc cẩn thận a à! có ngụy vương chủ hét khoảng cách hai bên cấp tốc rút ngắn, Dương Khai không tế ra thương long thương, mà đưa ra hai tay, trên mỗi mu bàn tay đều có một đạo ân ký đang phát sáng. Á à là trong lòng báo động đại sinh, ẩn ẩn cảm giác có gì đó cực kỳ không ổn. Mặc dù hắn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng thái độ Dương Khai khác thường, tuyệt đối không được bình thường. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chợt quát. Giết! Lúc này liền dẫn hơn 10 ngụy vương chủ hướng Dương Khai trùng sát rác rưởi các ngươi đánh lâu như vậy hiện đến phiên ta dương khai vừa nói thời không trường hà lay động qua sau đó biến mất vô ảnh vô tung tất cả mặt tộc bất hồi quan đều kinh hãi phát hiện thời không trường hà biến mất thay vào đó lại xuất hiện một nhóm thạch đầu nhân to lớn chương năm nghìn những thạch đầu nhân trông rất đần độn vô hại nhưng khi bọn chúng xuất hiện, tất cả mặt tộc nhìn thấy cảnh này đều tê hết da đầu. Đội chiến nhân tộc nhiều năm như vậy, mặt tộc sao lại không biết sinh linh lạ kỳ này? Rất nhiều chiến trường, nhân tộc từng mượn nhờ sinh linh lạ kỳ này đối kháng cùng với mặt tộc, mà lại đều lấy được chiến quả. Thời điểm những sinh linh lạ kỳ này xuất hiện, lúc này liền có ngụy vương chủ chờ quát. Tiểu thạch tộc! Thanh âm kia như đang rung rẩy chỉ vì qua nhiều năm rồi, bọn hắn chưa bao giờ một lần gặp nhiều tiểu thạch tộc đến như thế. Thể lượng thời không Trường Hà cực kỳ khổng lồ. Mượn nhờ Trường Hà che lấp, dùng khai tế ra chừng 200 vạn tiểu thạch tộc. Thì trước kia hắn cũng từng tế ra càng nhiều hơn. Có điều tiêu chuẩn chỉnh thể tiểu thạch tộc khi đó hoàn toàn không thể nào so sánh bằng lúc này. Hắn tuyển chọn tỉ mỉ, tiểu thạch tộc kém cỏi nhất cũng tương đương với tam phẩm nhân tộc. Khi 200 vạn tiểu thạch tộc kém cỏi nhất, tương đương với tam phẩm chợt xuất hiện, hội tụ một chỗ, khi thế tạo ra, chính là Á La cũng cảm thấy kinh hãi. Là còn cả hai đạo quang mang sáng lên trên mu bàn tay của Dương Khai, Á La liền quát. Mau, lui đi! Dứt lời hắn là kẻ đầu tiên xông ra ngoài trốn xa nơi đây, nhưng mà có thể đi đâu? Hai trăm vạn tiểu thạch tộc dựa theo thời không trường hà đem một mảnh hư không này bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, càng có dương khai thúc dục không gian pháp tắc chi lực ngưng kết hư không. Mỗi mặt tộc đều cảm thấy hư không bốn phía truyền đến lực cản lớn lao, để hành động của bọn hắn bị ngăn trở. Đương nhiên, lực cản còn chưa đủ lấy khiến bọn hắn có thể không đồng đậy. Chỉ cần cho bọn hắn ba hơi, bọn hắn có thể thoát khỏi vòng vây của tiểu thạch tộc. Nhưng ba hô hấp đã là sinh tử khoảng cách, căn bản khó mà vượt qua. Quang Minh, cuối cùng sẽ xua tan hắc ám. Dung Khai trầm thấp nói, hai tay bỗng nhiên nắm. Theo động tác của hắn thể nội 200 vạn tiểu thạch tộc tràn ra đại lượng lưỡng sắc quang mang, tràn ngập mảnh không vực này. Những sắc vàng xanh lưu chuyển dung hợp, bắt đầu nở độ bạch quang tinh khiết mà loa mắt. Ban đầu cũng không thu hút, nhưng chỉ một chớp mắt sau, tự như đại nhật bạo liệt, vô thành vô tức khuếch trường. Toàn bộ bất hồi quan dường như thời gian bị đông kết, một lát sau mới có từng tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng, phá vỡ tỉnh mịch. Bên trong bạch quang bao phủ, vô luận Á La hay hơn 10 ngụy vương chủ, thậm chí mặt tộc bên ngoài chiến trường bị liên lụy đến, đều đau đớn rú thảm. Tình hóa chi quan xưa này là khắc tinh lớn nhất của mặt chi lực. Lực lượng mặt tộc căn bản chính là mặt chi lực. Thời điểm bọn hắn bị tình hóa chi quan bao phủ, đau đớn như bị ném vào trong chảo dầu nóng loại ra tấn kia căn bản khó mà chịu đựng được. Thời điểm Bạch Quang nở rộ, Dương Khai cũng không có nhàn rỗi. Thân ảnh xuất quỷ nhập thần như một đạo u hồn, xuyên thẳng qua chiến trường. Tường đạo sinh cơ cường đại liền mẫn diệt. Mười hơi sau, Bạch Quang tinh khiết mới dần dần trừ khử. Chiến trường hỗn loạn giờ phút này trở nên sáng tỏ. Trong hư không, Dương Khai đứng lẻ loi. Trên tay sách theo một cái đầu diện một dữ tợn miệng vết thương còn có mặt huyết dâng trào. Đầu kia rõ ràng còn sinh cơ, trên mặt lưu lại thần sắc đau đớn, trong mắt còn đầy vẻ mờ mịt, giống như không hiểu tại sao mình chết. Bất quá sinh cơ này duy trì không được quá lâu, liền tan biến. Trong chiến trường có mấy thi thể rách rưới khác, vô lực lơ lửng, từng bộ thi thể đều thuộc về các ngụy vương chủ. Các ngụy vương chủ may mắn còn sống sót đều vô cùng sợ hãi, Bọn hắn có thể sống không phải là bởi vì thực lực mạnh hơn những tộc nhân xấu số kia. Chỉ là do vận khí tốt, Dương Khai không có nhiều thời gian hơn xuống tay với bọn hắn mà thôi. Nguyên bản bên trong bất hồi quang tràn ngập đại lượng mặt chi lực nồng đậm. Toàn bộ bất hồi quang tự như bị một đoàn mây đen bao trùm. Nhưng giờ này khắc này là có một vùng hư không hình cầu bị tình hóa trống không. Mà trong giữa hình cầu kia, Dương Khai tuy chỉ lẻ loi một mình, là như thiên quân vạn mã, mang đến lớn lao áp lực cho tất cả mặt tộc. Phía đối diện Á La rung động, Manaya cũng chẳng biết từ khi nào đứng bên cạnh hắn, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Dương Khai. Không sao chứ, Manaya hỏi ánh mắt vẫn không dời phía trước. Ngay khi Dương Khai thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, hắn đã ý thức được điều không lành, quyết định thật nhanh chạy đến gấp rút tiếp viện. May mà hắn xem thời cơ nhanh, nếu không sợ rằng Á La đều giữ nhiều lành ít. Bởi vì tình hóa chia quan bộc phát, Dương Khai tiện tay lấy mạng mấy ngụy vương chủ, sau đó xuống tay với Á La. Tính toán của hắn là mượn cơ hội này diệt trừ một vương chủ. Có tình hóa chia quan che lấp, hắn có lòng tin làm chuyện này thần không biết quỷ không hay. Chỉ là thời khắc mấu chốt, Manaya đã đến cứu viện. Ép Dương Khai không thể không thu tay mượn nhờ tình hóa chi quan giết Á La còn có thể thông cảm được. Nhưng nếu ngay cả Manaya cũng chết nốt, vậy thì không được bình thường, tất sẽ khiến cự thần linh màu mực cảnh giác. Như vậy hắn chỉ có thể giết thêm hai ngụy vương chủ cho hả giận mà thôi. Bất quá kết cục hiện nay có thể tiếp nhận Á La bị tình hóa chi quan bao trùm, thực lực hao tổn. Hắn là tân tấn vương chủ có lẽ căn cơ còn bất ổn, trừ phi mặt tộc lại dùng bí thuật gì khôi phục lực lượng cho hắn nếu không ngay sau trên chiến trường hắn sẽ chẳng khác nào ngụy vương chủ là bao còn 10 ngụy vương chủ thì chết một nửa một nửa còn lại đều nguyên khí đại thương thực lực hạ thấp lớn bỏ ra 200 vạn tiểu thạch tộc kết quả như vậy có thể tiếp nhận xa xa nhìn nhau dương khai hừ lạnh một tiếng tiện tay ném đi đầu lâu cầm trong tay chợt bước ra một bước rời khỏi bất hồi quan tốc độ của hắn không nhanh nhưng Manaya lại không ký muốn ngăn trở, thậm chí ngay cả mệnh lệnh ngăn cản hắn đều không hạ đạt. Bởi vì hắn không dám phán định, trên tay Dương Khai đến cùng có bao nhiêu tiểu thạch tộc. Không có biết rõ ràng điểm này mà mùi tiếp tục chọc vào Dương Khai tuyệt đối là quyết định không sáng suốt. Chủ yếu là mặt tộc đã không còn vốn liếng để kiềm chế Dương Khai. Á là đã bị thương, cho đi đối đầu với Dương Khai chỉ là tự tìm đến chỗ chết. Bản thân Manaya càng không muốn giao phong cùng Dương Khai hắn đã muốn đi, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặt. Kết quả là thời khắc đại quân hai tộc đánh đến nước sôi lửa bỏng. Tại hậu phương mặt tộc, Dương Khai lại đi bộ nhàn nhã, không bị ngăn trở. Cứ thế mà xông vào trong chiến trường. Ngày sau đó để trên chiến trường các tướng sĩ mặt tộc tuyệt vọng. Chỉ thấy Dương Khai rộng mở tiểu càng khôn. Từ tiểu càng khôn, vô biên vô hạn tiểu thạch tộc đại quân sát tướng ra. Lần này Dương Khai không tiếp tục thôi động Thái Dương Thái Âm Ký bị mặt chi lực kích thích, tiểu thạch tộc xông ra vào đại quân trong đại quân mặt tộc, hung hãn không sợ chết. Phòng tuyến mặt tộc vốn coi như kiên cố bị tiểu thạch tộc tấn công một đòn, lập tức tử thương thảm trọng. Không bao lâu sau, dung Khai du tẩu bên ngoài phòng tuyến một vòng. Kết quả mang tới là mỗi một chỗ chiến trường đều xuất hiện đại quân tiểu thạch tộc. Bọn chúng sẽ không phối hợp gì cùng với nhân tộc thậm chí ngay cả bản thân bọn chúng đều không phối hợp với nhau. Tường tiểu thạch tộc tự như là công cụ giết chóc không có vị trí, nơi nào có mặt di lực thì mới xông vào. Bên trong bất hồi quan, Manaya xa xa thấy vậy, tâm tình nặng nề đến cực điểm. Đúng là nhân tộc sớm muộn có thể đánh hạ bất hồi quan, nhưng Manaya sẽ không ngồi chờ chết. Dù không thủ được bất hồi quan, cũng phải tận lực suy yếu đại quân nhân tộc, để bọn chúng không có dư lực đi viễn chinh sơ thiên đại cấm. Đối với mục tiêu ký định, Manaya nhiều ít vẫn có lòng tin. Nhưng hôm nay, lòng tin này bị đại lượng tiểu thạch tộc đạp cho tan vỡ. Những tiểu thạch tộc kia liên miên bất tuyệt, nhiều hơn số lượng nhân tộc gấp mấy lần. Có bọn chúng đè vào phía trước, đại quân nhân tộc giảm bớt rất là nhiều thương vong không cần thiết. Bây giờ nhân tộc muốn đánh cho đại quân nhân tộc tàn phế thì đánh kiểu gì? Manaya thật sự là không nghĩ ra. Dương Khai từ đâu lấy được nhiều tiểu thạch tộc như vậy? Trên thực tế, Manaya từng có nghiên cứu về tiểu thạch tộc, biết đặc tính của bọn chúng. Duy nhất không thể hiểu rõ chính là xuất xứ của bọn chúng. Từ trong miệng mặc đồ thì biết chủng tộc này xuất từ Dương Khai. Thế nhưng Dương Khai lại lấy từ đâu? Trên đời này bất luận một thứ gì cũng đều có nguồn gốc. Trong mấy ngàn năm đại chiến, vô số lần giao phong, tiểu thạch tộc đã dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mặt tộc. Cho nên trước đó Manaya không dự liệu đến việc Dương Khai sẽ mang đến nhiều tiểu thạch tộc như thế. Lại là tên này. Từ hồ chỉ cần liên quan đến việc biến chuyển thế cục hai tộc đều có quan hệ với tên này. Manaya không khỏi hối hận lẽ ra vừa nãy nên lưu lại Dương Khai mới đúng. Nhưng tỷ Mỹ ngẫm lại thật sự lưu được Dương Khai thì sao? Dương Khai hiến tế 200 vạn tiểu thạch tộc chết mấy ngụy vương chủ, đã thương Á La, coi như cưỡng ép lưu hắn, mặt tộc cũng phải tổn thất thảm liệt. Mà Nà Gia còn có một nghi hoặc khác, Dương Khai đã có thủ đoạn như vậy, đại chiến hai năm trước, vì sao hắn không có dùng, mà phải chờ đến tận ngày hôm nay. Không phải là trong hai năm này, Dương Khai dùng thủ đoạn gì sinh ra nhiều tiểu thạch tộc như vậy sao? Mặc dù rất muốn xác minh nguyên nhân, nhưng hắn đã không còn thời gian hay lòng dạ nào để mà làm việc này hàng trăm triệu tiểu thạch tộc gia nhập chiến trường, phòng tuyến mặt tộc bắt đầu tan tác, đại lượng tạp binh mặt tộc chết, tiếp theo ảnh hưởng đến tính mệnh các cường giả mặt tộc nơi hậu phương. Manaya chỉ có thể chuyên chú chiến sự trước mắt, từng đạn mệnh lệnh không ngừng phát ra, tận khả năng chống cự tiểu thạch tộc cùng đại quân nhân tộc tấn công, đồng thời sát thương địch nhân. Hắn cũng chưa từng quên việc chú ý Dương Khai. Từ khi Dương Khai giết ra bất hồi quan, tất cả ngụy vương chủ đều bị kềm chế kết thúc tập 1274 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.